Nga tuyên bố sẽ đáp trả nếu phương Tây bắt đầu hành động ở Ukraine. Nhập cư có thể trở thành thế lực làm tan rã EU. Nga tuyên bố bắn cháy xe tăng Leopard chở quân nhân Đức trên chiến trường Ukraine. Châu Âu nóng gian khi Ba Lan quay lưng với Ukraine. Niger phản ứng vì bị cản trở tham dự khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi toàn cảnh thế giới trên kênh của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, khi đề cập đến sự bất hòa với các nước phương Tây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Mỹ và đồng minh phương Tây đang gây ra các cuộc xung đột nhằm chia thế giới thành những phe đối đầu và cản trở hình thành thế giới đa cực, đồng thời chỉ trích các khoản viện trợ quân sự hàng tỷ đô la Mỹ mà phương Tây gửi cho Ukraine và cho rằng những vũ khí này đã khiến xung đột gia tăng thêm. Do đó, nếu phương Tây muốn giải quyết xung đột tại Ukraine bằng vũ lực, Nga sẽ đáp trả bằng cách tương tự. Phát biểu tại kỳ họp 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23 tháng 9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đề cập những vấn đề như khủng hoảng tại Ukraine, bất hòa với phương Tây và khả năng Moscow khôi phục thỏa thuận ngũ cốc qua Biển Đen. Theo đó, khi đề cập sự bất hòa với các nước phương Tây, ông Lavrov cho rằng Mỹ và đồng minh phương Tây đang gây ra các cuộc xung đột nhằm chia thế giới thành những khối đối đầu và cản trở hình thành thế giới đa cực. Ông đã chỉ trích các khoản viện trợ quân sự hàng tỷ đô la Mỹ mà phương Tây gửi cho Ukraine, cho rằng những vũ khí này đã khiến xung đột gia tăng thêm, và nhấn mạnh nếu phương Tây muốn giải quyết xung đột tại Ukraine bằng vũ lực, Nga sẽ đáp trả bằng cách tương tự. Vào tháng 6, có thể thấy rõ sự bất hòa xảy ra trong tập thể phương Tây và áp lực ngày càng tăng đối với Kiev do những thất bại trong cuộc phản công của Ukraine. Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, nói với phóng viên. Trong khi đó, cựu giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài của Estonia là Rainer Schacht gắn thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine với số lượng lớn các công trình phòng thủ và ưu thế về hàng không của Nga. Nga coi việc nắm giữ phần phía nam của mặt trận là rất quan trọng, vì vậy họ xây dựng nhiều tuyến phòng ngự ở đó lực lượng ukraine đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của nga ở ba điểm nhưng cả những đơn vị cơ động sung sức cũng không thành công mục tiêu hiện tại của ukraine là tạo ra những bước tiến cần thiết để các nước phương tây thấy rằng sự ủng hộ của họ không đặt nhầm chỗ mỹ vẫn tiếp tục cung cấp cho ukraine những vũ khí tiên tiến và có tính sát thương cao như bom chùm hay tên lửa hành trình phóng từ trên không nhưng các quan chức quân đội cấp cao của Washington cảnh báo Kiev sẽ không dễ dàng lặp lại thành công nhanh chóng như cuộc phản công năm 2022. Mỹ và các quan chức phương Tây từng hy vọng Ukraine sẽ đạt được thắng lợi quan trọng, đủ để gây sức ép buộc Tổng thống Putin ngồi vào bàn đàm phán trong mùa đông và phải nhất trí về những điều khoản có lợi cho Kiev. Song các nhà ngoại giao cho biết, cơ hội đối với Ukraine rất mong manh trong bối cảnh Nga đang tăng cường củng cố tuyến phòng thủ vững chãi của nước này, bổ sung thêm binh sĩ tăng cường sản xuất đạn dược vũ khí và Ukraine sẽ gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ hơn so với những gì họ dự đoán. Theo giới phân tích, sai lầm của phương Tây trong việc đánh giá cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể là một trong những lý do khiến cuộc phản công của Ukraine bị đình trệ. Khi nhắc tới vấn đề khủng hoảng tại Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga sẵn sàng cho đàm phán về Ukraine nhưng sẽ không xem xét các đề xuất ngừng bắn bởi vì Moscow đã từng bị lừa một lần và Moscow không tin vào các thỏa thuận như vậy. Thưa quý vị, vấn đề nhập cư hiện nay ở châu Âu đang rơi vào những nguy cơ khó đoán định, nhất là khi một số nước thành viên không muốn tiếp nhận người di cư. Vấn đề nhập cư có thể trở thành một thế lực làm tan rã khối 27 quốc gia, theo như lời của đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, ông Josep Borrell cảnh báo. Chủ nghĩa dân tộc đang gia tăng trên khắp châu Âu và đến nay EU vẫn chưa thể thống nhất được một chính sách chung để giải quyết vấn đề này. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh, đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, ông Joseph Borrell đã cảnh báo, nhập cư có thể trở thành một thế lực làm tan rã khối 27 quốc gia khi một số nước thành viên không muốn tiếp nhận người di cư. Theo ông Joseph Borrell, chủ nghĩa dân tộc đang gia tăng trên khắp châu Âu và đến nay, EU vẫn chưa thể thống nhất được một chính sách chung cho người di cư. Sự thật là đang có một sự chia rẽ lớn đối với EU trong vấn đề này và điều này có thể dẫn đến sự giải thể của khối. Ông Borrell cho rằng, với mức độ tăng trưởng nhân khẩu học thấp của châu Âu, việc từ chối tiếp nhận người nhập cư dường như là một nghịch lý. Châu Âu trên thực tế cần lao động và cần những người nhập cư. Tuyên bố của ông Borrell được đưa ra sau vài ngày khi Tổng thống Đức Frank Walter Steinmeier tuyên bố rằng nước này không thể tiếp nhận người di cư và người tị nạn nữa. Nhà lãnh đạo Đức cho biết, nước này đã và đang đối mặt làn sóng nhập cư lớn từ Syria, Afghanistan và hơn 1 triệu người tị nạn từ Ukraine trong năm ngoái. Tổng thống Đức kêu gọi một cơ chế đoàn kết lâu dài của EU để đảm bảo một sự công bằng khi phân phối người di cư ở châu Âu. Hiện Italia cũng đang đánh giá lại các chính sách nhập cư của mình trong bối cảnh làn sóng di cư tăng đột biến. Một số quốc gia bao gồm Hungary và Ba Lan phản đối mạnh mẽ những nỗ lực của EU nhằm buộc các nước này tiếp nhận và định cư những người di cư ban đầu đến các quốc gia thành viên khác. Hôm nay, Đức Giáo hoàng Francis đã lên án chủ nghĩa dân tộc và kêu gọi giải cứu những người di cư trên biển. Chúng ta không thể cam chịu nhìn con người bị đối xử như những con bài thương lượng, bị giam cầm và tra tấn một cách tàn bạo. Chúng ta không thể tiếp tục chứng kiến thảm kịch đám tàu do nạn buôn người tàn ác và sự thờ ơ cuồng tín gây ra. Người có nguy cơ bị đuối nước là khi bị bỏ rơi trên biển phải được cứu. Đó là nghĩa vụ của nhân loại, là nghĩa vụ của nền văn minh. Trước đó, hàng nghìn người di cư theo các tàu thuyền khởi hành từ bờ biển phía Bắc Phi đã đến đảo Lampedusa, gây ra tình trạng khủng hoảng tiếp nhận người di cư và làm nóng trở lại cuộc tranh luận giữa các nước thành viên EU về vấn đề phân bổ người tị nạn. Người đứng đầu chính quyền đảo Lampedusa, ông Filippo Manino nhấn mạnh, mặc dù Lampedusa vẫn luôn sẵn lòng đón nhận người di cư, song hòn đảo này đã rơi vào tình trạng quá tải và đang đối mặt với khủng hoảng. Các hoạt động đưa người di cư tới đảo Sicily và các nơi khác không theo kịp làn sóng người di cư kéo đến. Trong khi đó, nhiều tàu thuyền của các tổ chức phi chính phủ đang chở hàng trăm người di cư được cứu sau các chiến dịch cứu hộ ngoài biển đưa về các cảng lớn của Italy. Hàng chục tàu nhỏ chở người di cư vẫn đang hướng tới đảo Lampedusa, đe dọa nghiêm trọng hệ thống quản lý người nhập cư của hòn đảo này. Phát biểu tại cuộc họp báo với Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, Thủ tướng Georgia Meloni nhấn mạnh vấn đề này đang đe dọa tương lai mà EU hướng tới một tương lai phụ thuộc vào năng lực toàn khối ứng phó với những thách thức lớn. Trong nỗ lực giành lại thế chủ động, chính phủ Italy đã quyết định kéo dài thời gian giam giữ người di cư chờ hồi hương lên đến 18 tháng, từ mức 3 tháng hiện nay. Các quan chức cho biết, phần lớn người di cư tới Italy vì lý do kinh tế và do đó không đủ điều kiện để xin tị nạn. Tuy nhiên, Rome chỉ có thể thỏa thuận hồi hương với một số quốc gia có người di cư đến nước và ngay cả khi có một thỏa thuận song phương, có thể mất vài tháng để đưa người di cư hồi hương. Một đội trinh sát Nga đã bắn cháy một xe tăng Leopard chở toàn lính Đức trên hướng Zaporizhia trong xung đột Ukraine. Đội trưởng một đội trinh sát Nga đã bắn cháy xe tăng Leopard nói Khi chúng tôi chặn một đợt phản công nữa, chúng tôi đã sử dụng tên lửa chống tăng có dẫn đường để bắn hạ chiếc xe tăng Leopard đó. Kế tiếp, chúng tôi tiến lại gần chiếc xe tăng đã bị bắn cháy. Lúc ấy, chúng tôi thấy rằng lái xe kiêm thợ cơ khí đã bị thương nặng, còn các thành viên khác trong kíp xe đã tử trận. Khi anh ta tỉnh dậy, anh ta bắt đầu kêu lên bằng tiếng Đức là đừng bắn. Thợ cơ khí này liên tục tuyên bố anh ta không phải là lính đánh thuê mà là một quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Đức và rằng anh ta và đồng đội trong kíp xe tăng này đều thuộc cùng một đơn vị trong lục quân Đức. Vài phút sau đó, người lái xe tăng này tử vong do các vết thương dù nhóm lính Nga đã cố gắng cứu chữa. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố quân đội nước này đã phá hủy thêm hai xe tăng Leopard do Đức sản xuất ở khu vực Kupiansk. Bộ cho biết, nhóm chiến đấu phía Tây của Nga đã dội hỏa lực vào lực lượng Ukraine gần các khu định cư Antemovka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk cũng như Sinkovka, Erestovo và Ivanovka ở vùng Kharkov. Theo chỉ huy lữ đoàn Nga, các xe tăng Ukraine bị phát hiện vào ban đêm và bị phá hủy lúc 8 giờ sáng bằng máy bay không người lái lan xét. Bộ Quốc phòng cũng báo cáo rằng, nhóm chiến đấu phía Nam Nga đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Ukraine gần các khu định cư Vodianoi và Marinka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Trong khi đó, Ukraine được cho là đang từ chối một số đợt vận chuyển xe tăng Leopard từ phương Tây. Theo hãng tin Đức Der Spiegel, Kiev từ chối tiếp nhận 10 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5 khi cho rằng chúng cần sửa chữa và bảo trì, cũng như đòi hỏi các bộ phận đặc biệt và chuyên gia kỹ thuật mà Kiev không có. Động thái trên diễn ra sau khi Đan Mạch xác nhận sẽ sử dụng các phương tiện trong bảo tàng để huấn luyện binh lính Ukraine. Xe tăng Leopard là một xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại do Đức chế tạo. Đức và nhiều nước châu Âu đã viện trợ xe tăng này cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Vào tháng 2 năm 2023, Berlin tuyên bố sẽ cung cấp hơn 100 xe tăng Leopard cho Kiev trong một nỗ lực chung cùng Hà Lan và Đan Mạch. Tuy nhiên, theo Die Welt đưa tin vào đầu tháng 8, chỉ 10% xe tăng đã cam kết được cung cấp cho Ukraine. Sau khi động thái từ chối trên của Kiev, phía Đức đã cử các chuyên gia tới Ba Lan nơi các xe tăng được cho là sẽ đưa vào Ukraine. Sau khi xem xét, các chuyên gia kết luận, các xe tăng Leopard này khá cũ sau khi đợt huấn luyện cho binh lính Ukraine ở Đức và cần sửa chữa. Sự ủng hộ của châu Âu dành cho Ukraine đã phải đối mặt với một trở ngại bất ngờ trong tuần này khi Ba Lan úp mở về khả năng ngừng gửi vũ khí cho nước láng giềng. Động thái này được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích Vaksava tiếp tục cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine Liên minh châu Âu đã ban hành lệnh cấm tạm thời nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine vào tháng 5, nhằm tránh tình trạng ngũ cốc giá rẻ gây thiệt hại cho nông dân Ba Lan. Hungary và Slovakia có động thái tương tự. EU đã đình chỉ lệnh cấm vào tuần trước, khiến các quốc gia này tức giận, dấy lên sự phản đối từ Ba Lan. Mặt khác, cuộc bầu cử quốc gia Ba Lan sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 10, trong đó Đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cầm quyền dự kiến sẽ chịu tổn thất tại lục địa già, nông nghiệp cực kỳ quan trọng nông dân là những tác nhân chính trị, có động lực và người dân có xu hướng quan tâm đến an ninh lương thực. Do đó, PIS sẽ cần phiếu bầu ở nông thôn để duy trì quyền lực. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã tuyên bố ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine để tập trung xây dựng nền quốc phòng giữa lúc hai nước căng thẳng về nông sản. Thủ tướng Ba Lan cho biết, hành động này là dựa trên nguyên tắc nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho cuộc giao tranh. Bộ Ngoại giao Ba Lan trước đó cũng đã cho triệu đại sứ Ukraine Vasily Varek để phản đối phát biểu của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người nói rằng các sân khấu chính trị xung quanh hoạt động nhập khẩu nông sản chỉ làm lợi cho Nga. Tuy nhiên, Ba Lan sau đó đã rút lại lời và cam kết vẫn gửi vũ khí theo giao ước. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết những lời nói của thủ tướng được hiểu theo cách tồi tệ nhất có thể. Nhưng không có quan chức châu Âu nào thực sự tin rằng sắp có sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách khi hỗ trợ Ukraine, đặc biệt là từ Ba Lan phương Tây hiện đang nỗ lực rất nhiều để đưa Ukraine vào các thể chế của mình. Kiev hiện đang cố gắng gia nhập cả EU và NATO để có thể giành được những hỗ trợ và đồng tình. Tuy nhiên, sự hỗ trợ đó đã đi kèm với những điều kiện và cảnh báo. Những tranh cãi công khai giữa phương Tây khiến công chúng dễ nghiêng về kịch bản chia rẽ và một phương Tây bị chia rẽ có khả năng đem lại lợi ích cho Điện Kremlin. Thưa quý vị, chính quyền quân sự Niger vừa ra lệnh khám xét hàng chục quan chức cấp cao trong chính phủ của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum. Các quan chức này đang bị chính quyền quân sự điều tra về cáo buộc phạm tội phản quốc và âm mưu làm tổn hại an ninh quốc gia. Chính quyền quân sự Niger vừa ra lệnh khám xét hàng chục quan chức cấp cao trong chính phủ của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum. Truyền hình Ả Rập đưa tin, trong số những nhân vật bị khám xét theo tài liệu của lực lượng hiến binh Niger, có cựu Thủ tướng Niger, Oho Model, Ma Ha, Ma đầu cùng nhiều bộ trưởng khác, các quan chức này đang bị chính quyền quân sự điều tra về cáo buộc phạm tội phản quốc và âm mưu làm tổn hại an ninh quốc gia. Tuy nhiên, một số quan chức có tên trong lệnh khám xét đã rời khỏi Niger ngay sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ tổng thống Mohammed Bazoum. Tuần trước, chính quyền quân sự Niger cũng đã thu hồi gần 1.000 cuốn hộ chiếu ngoại cấp cho các quan chức chính quyền cũ nhằm ngăn chặn các nhân vật này di chuyển ra nước ngoài để phục vụ công tác điều tra. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, chính quyền quân sự Niger chỉ trích Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vì đã cản trở không cho đại diện của Niger tham dự khóa họp 78 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Thông báo của chính quyền quân sự cho rằng, việc cản trở không cho phái đoàn Niger tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc là một sai lầm của người đứng đầu Liên hợp quốc. Liên minh châu Phi đã đình chỉ tư cách thành viên của Niger, trong khi cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS thậm chí đe dọa có thể tiến hành can thiệp quân sự để khôi phục trật tự hiến pháp tại nước này. Theo giới truyền thông khu vực đưa tin, một máy bay vận tải đã bị rơi vào sáng hôm 23 tháng 9 ở khu vực thành phố Gao, thuộc miền Bắc Mali và chưa rõ số phận của những người có mặt trên máy bay. Các báo cáo ban đầu cho biết, chiếc máy bay vận tải trên thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga đã bị rơi khi đang hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Gao. Tuy nhiên, Wagner đã phủ nhận thông tin chiếc máy bay thuộc về nhóm quân sự này. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay trên. Sân bay quân sự Gao đang được khai thác sử dụng bởi quân đội Mali và các đối tác từ Nga và phái bộ Liên Hợp Quốc tại Mali. Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng ở khu vực miền Bắc giữa quân đội Mali được sự hậu thuẫn của lực lượng Wagner với các nhóm vũ trang hiện diện trong khu vực. Cách đây 2 tuần, sân bay quân sự Gao cũng trở thành mục tiêu của một vụ tấn công liều chết do nhóm khủng bố Nusra al-Islam wa al-Muslimin có liên kết với tổ chức khủng bố Al-Qaeda thực hiện. Một số nguồn tin cho biết, vụ tấn công nhằm vào một sân bay, trong đó các đối tượng khủng bố đã sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để tiến hành vụ tấn công, bao gồm hai phương tiện chứa đầy chất nổ. Trước đó một ngày, các tay súng khủng bố cũng tiến hành hai cuộc tấn công khác trong cùng khu vực, khiến 49 dân thường và 15 binh sĩ thiệt mạng. Vụ tấn công đầu tiên nhằm vào một chiếc thuyền chở dân thường, trong khi vụ tấn công thứ hai nhằm vào một doanh trại quân đội ở khu vực Gao. Chính phủ lâm thời Mali đã tuyên bố để quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ những người thiệt mạng. Chính quyền quân sự Mali cáo buộc nhóm khủng bố Nusra A Islam, Wa'a Muslimin có liên kết với tổ chức khủng bố Al-Qaeda đứng sau các vụ tấn công trên. Các cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh bầu không khí ngày càng căng thẳng trong những tuần qua do các nhóm vũ trang gây ra ở miền Bắc Mali, làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực ngày càng tồi tệ. Tên lửa hành trình Storm Shadow là vũ khí lợi hại do Anh sản xuất, nặng 1,3 tấn, gắn đầu đạn 450 kg, có khả năng xuyên phá vào lòng đất, tấn công bong kè, trung tâm điều khiển, hầm trú ẩn máy bay kiên cố, căn cứ phòng không và tàu trong cảng. Cơ chế tấn công như sau. Đầu đạn ban đầu sẽ tạo ra một lỗ thủng lớn ở phần ngoài mục tiêu, dọn đường cho đầu đạn thứ hai lớn hơn và mạnh hơn xuyên vào bên trong. Sức mạnh tên lửa là điều không thể phủ nhận, nhưng điều này vẫn chưa phải câu trả lời thỏa đáng để trả lời cho câu hỏi làm cách nào lữ đoàn không quân chiến thuật số 7 có thể xuyên qua một trong những mạng lưới phòng không nguy hiểm nhất thế giới tại Crimea. Trước thời điểm xung đột bùng phát vào tháng 2 năm 2023, Nga đã triển khai nhiều radar, tên lửa đất đối không và pháo phòng không tốt nhất tới Crimea sau khi xâm nhập bán đảo vào năm 2014. Hệ thống phòng không tại Crimea gồm ít nhất 4 khẩu đội S-400 với 40 bệ phóng và tên lửa tầm bắn hơn 400 km, gần 50 hệ thống phòng không tầm ngắn ban sơ, bức và to, Ngoài ra còn có các tổ hợp radar potlet U được coi là mắt thần của các hệ thống phòng không, có vai trò cung cấp mục tiêu và điều chỉnh hỏa lực cho chúng. Bên cạnh đó, Nga cũng triển khai một khẩu đội S-300 ở khe sân, phía bắc bán đảo Crimea để hỗ trợ cho lực lượng phòng không. Có thể nói, Nga đã thiết lập một hệ thống phòng thủ dày đặc với nhiều lớp trồng chéo tại Crimea. Vậy tại sao Ukraine vẫn có thể vượt qua? Giải thích về điều này, Tom Copper, chuyên gia nghiên cứu quân đội Nga, đã đưa ra một số giả thuyết như sau. Thứ nhất, có khả năng các lực lượng Ukraine đã gây nhiễu và áp chế radar cũng như bệ phóng của Nga. Thứ hai, họ có thể phóng mồi nhử để thu hút hỏa lực đối phương, khiến Nga phải phóng một loạt tên lửa đáp trả và làm cạn kiệt dành cho các khẩu đội phòng không. Thứ ba, Kiev cũng có thể thả mồi nhử để thu hút sự chú ý của các đơn vị phòng không Nga ở một hướng nhất định. Sau đó, phóng tên lửa Storm Shadow tấn công từ hướng khác. Cuối cùng, không loại trừ khả năng Ukraine sử dụng kết hợp cả ba chiến thuật. Ông Tom Copper lưu ý, Ukraine có thể tìm cách gây áp lực lớn cho lực lượng phòng không Nga đến mức cơ hội đánh chặn tên lửa của Storm Shadow của họ gần như bằng không. Trong cuộc xung đột toàn diện này, để bảo vệ khu vực bán đảo Crimea mà quân đội Nga đang kiểm soát, họ đã bố trí tới 5 khẩu đội tên lửa đất đối không S-400 cùng các hệ thống radar phòng không hiện đại. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng gần đây, Ukraine đã phá hủy hai khẩu đội phòng không hiện đại S-400. Các chuyên gia quân sự nhấn mạnh rằng, mỗi lần Ukraine phá hủy một tổ hợp S-400 đều cho thấy sự yếu kém trong công tác phòng thủ của hạm đội Biển Đen tại khu vực cảng Sevastopol. Vụ tập kích đầu tiên diễn ra vào ngày 23 tháng 8 đã phá hủy khẩu đội S-400 mà Nga bố trí ở khu vực Kep Takhankut trên bờ biển phía tây bắc của bán đảo Crimea. Ngày 14 tháng 9, một khẩu đội S-400 khác cách thành phố Zepatoria gần 60 km về phía nam cũng đã trở thành mục tiêu tiếp theo bị phá hủy. Vũ khí được sử dụng trong các cuộc tấn công trên được Ukraine cho biết chính là tên lửa hành trình chống hạm phóng từ mặt đất R-360 Neptune phiên bản mới nhất được sửa đổi để tập kích tổ hợp S-400 của Nga. R-360 Neptune được Viện Thiết kế Lunch của Ukraine lần đầu công bố tại một triển lãm quốc phòng ở thủ đô Kiev năm 2014. Tên lửa Neptune cũng chính là vũ khí đã đánh chìm tàu tuần dương hạm Moskva, xoáy hạm của hạm đội Biển Đen vào tháng 4 năm 2022 đánh dấu thành công đầu tiên của vũ khí này. Phiên bản đầu tiên của Neptune chỉ có tầm bắn 280 km và mang theo đầu đạn nặng 150 kg. Tuy nhiên, phiên bản sửa đổi tầm bắn tăng lên đến 400 km, mang theo đầu đạn nặng 350 kg. Ukraine có nhiều lựa chọn như sử dụng máy bay ném bom Su-24, Su-27, tiêm kích MiG-29, tên lửa dẫn đường bằng radar AGM-88 hay bom lượn dẫn đường bằng GPS do Mỹ cung cấp thậm chí dùng các bệ phóng tên lửa dẫn đường bằng GPS để nhắm vào các mục tiêu của Nga. Những cuộc tấn công này có thể tạo ra hành lang xuyên qua các hệ thống phòng thủ, mở đường cho tên lửa Storm Shadow và các tên lửa khác như scap eg bay sâu vào những khu vực Nga kiểm soát. Ngoài ra, Ukraine có thể làm cạn kiệt tên lửa dành cho hệ thống phòng không của Nga, rồi trần nắp chúng. Để thực hiện điều này, họ có thể sử dụng môi nhử phóng từ trên không như tên lửa môi bẫy ADM-160 mát do Mỹ viện trợ. ADM-160 về cơ bản là tên lửa hành trình dài 2,4m, nặng chưa đến 136kg, có tầm bắn 804km nhưng không có đầu đạn. Mỹ được cho là đã cung cấp cho Ukraine một số lượng tên lửa ADM-160 nhất định vào mùa xuân. Chuyên gia Tom Copper giải thích, không quân Ukraine có thể thả tên lửa mối bẫy ADM-160 ngay trước khi phóng Storm Shadow hoặc Scarp EG. ADM-160 bay ngay trước tên lửa hành trình chính sẽ thu hút hỏa lực của quân đội Nga. Vì thế, khi Storm Shadow hoặc Scarp EG tiếp cận mục tiêu, Nga sẽ thiếu đạn dược và tên lửa để đánh chặn chúng. Chiến thuật thứ ba, thay vì tung mồi nhử làm cạn kiệt tên lửa của các hệ thống phòng không, Ukraine có thể đánh lạc hướng chúng. Mồi nhử sẽ tiếp cận Crimea từ phía bắc, trong khi máy bay ném bom tấn công từ phía tây. Nếu hết mồi nhử, Ukraine có khả năng sử dụng máy bay không người lái UAV hoặc sử dụng kết hợp giữa ADM-160 và UAV để đối đầu hệ thống phòng không Nga trước khi phóng tên lửa Storm Shadow và Scarp eg Ngoài ra, Ukraine cũng có thể sử dụng một số chiến thuật tấn công khác. Dù là biện pháp nào đi chăng nữa, thì những cuộc tấn công quy mô lớn như vậy cho thấy Ukraine đã và đang xác định được những lỗ hổng an ninh trong hệ thống phòng thủ của Nga ở Crimea. Ông Andriy Ryzenko, cựu quan chức hải quân Ukraine kết luận. Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga sẵn sàng cho đàm phán về Ukraine, nhưng sẽ không xem xét các đề xuất ngừng bắn vì Moscow đã từng bị lừa dối một lần. Ông Larov phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Chúng tôi đang hoạt động trong tình hình thực tế, đã có những bước phát triển. Vào tháng 3, tháng 4 năm 2022, có những cuộc thương lượng, mọi thứ đã được khởi sướng. Nhưng hai ngày sau đó, có sự kiện bu bởi vì tôi nghĩ ai đó ở London hoặc Washington không muốn cuộc xung đột này chấm dứt. Ông Larov nói tiếp, đó là lý do vì sao khi chúng tôi nghe nói về đàm phán, Tổng thống Putin bình luận rằng, vâng, chúng ta sẵn sàng cho đàm phán nhưng sẽ không xem xét bất cứ đề xuất nào về ngừng bắn bởi vì chúng ta đã từng xem xét điều đó để rồi bị đánh lừa. Nhà ngoại giao Nga hàng đầu cũng chỉ ra rằng phương Tây đã cấm Kiev đàm phán với Moscow. Ông nói, chúng tôi đã đạt một thỏa thuận vào tháng 4 năm 2022. Sau đó, như tôi được biết, ông Zelensky đã được thông báo rằng do họ đồng ý quá nhanh nên chúng ta hãy làm kiệt sức họ. Trước đó, Ngoại trưởng Nga có nói rằng Kiev càng trì hoãn đàm phán với Moscow thì sẽ càng khó đàm phán sau này. Theo ông, bước đi đầu tiên cho các tiếp xúc như vậy là phải bãi bỏ sắc lệnh của Tổng thống Ukraine Zelensky với các nội dung cấm đối thoại với Nga. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng lên tiếng về khả năng đàm phán với Nga. Ông Zelensky cho hay thật khó có thể chấp nhận khi cựu lãnh đạo các quốc gia lớn và các giá trị châu Âu làm việc với Nga, quốc gia đang phát động cuộc xung đột chống lại các giá trị này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng từng nói Nga đã cung cấp cho Ukraine một dự thảo thỏa thuận nhưng Kiev phớt lờ. Nga đồng thời cáo buộc Mỹ và các đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột hiện tại và không cho phép Ukraine thảo luận về vấn đề hòa bình. Thưa quý vị, theo truyền thông Anh, các quan chức chính phủ nước này đã tổ chức các cuộc đàm phán ngoại giao bí mật với đại diện Điện Kremlin về các biện pháp an ninh quốc tế trong suốt cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Anh không tích cực theo đuổi các đàm phán hòa bình nhằm tìm ra một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột hiện nay. Cuộc đối thoại được cho là đã diễn ra ở các thành phố như Viên và New York trong 18 tháng qua nhằm giải quyết các vấn đề như tình trạng thiếu ngũ cốc và an toàn hạt nhân tuy nhiên tờ báo anh dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở ukraine chưa được thảo luận báo anh dẫn lời một nhà ngoại giao cấp cao giấu tên chúng tôi đã giữ liên lạc và chúng tôi cảm thấy điều quan trọng là duy trì một cuộc đối thoại cởi mở trong xung đột ở ukraine chúng tôi không chia rẽ các vùng hay ký kết các thỏa thuận hòa bình thay mặt cho bất kỳ ai nhưng điều cực kỳ quan trọng là phải giữ cho đường dây liên lạc được mở người phát ngôn của Văn phòng Đối ngoại Khối Thịnh Vượng Trung và Phát triển FCDO của Vương quốc Anh xác nhận rằng các cuộc thảo luận với quan chức Nga chỉ diễn ra vì cần thiết, nhưng nhấn mạnh rằng Vương quốc Anh không có quyền đưa ra bất kỳ quyết định nào thay mặt Kiev. Người phát ngôn nói, Ukraine và chính phủ Ukraine phải xác định quan điểm của mình trong bất kỳ cuộc đàm phán nào. Vào tháng 7, NBC News đưa tin một nhóm cựu quan chức an ninh quốc gia cấp cao của mỹ đã tổ chức các cuộc thảo luận với các nhân vật nổi tiếng của nga trong đó có ngoại trưởng sergei lavrov báo cáo cho biết các cuộc họp nhằm mục đích tạo cơ sở cho các phương pháp chấm dứt xung đột ở ukraine Hôm 23 tháng 9, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, Vasily Nebenzia nói với các phóng viên rằng Moscow vẫn duy trì các cuộc thảo luận không chính thức với một số đồng nghiệp châu Âu của chúng tôi, nơi các vấn đề như cuộc sống, nhiều vấn đề khác nhau và chính trị được thảo luận. Ở một diễn biến khác liên quan, ngoại trưởng Laros tuyên bố Nga sẵn sàng cho đàm phán về Ukraine nhưng sẽ không xem xét các đề xuất ngừng bắn bởi vì Moscow đã từng bị lừa dối một lần. Ông Larose phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên hợp quốc: "Chúng tôi đang hoạt động trong tình hình thực tế đã có những bước phát triển. Vào tháng 3, tháng 4 năm 2022 có những cuộc thương lượng, mọi thứ đã được khởi xướng. nhưng hai ngày sau đó có sự kiện Bucha bởi vì tôi nghĩ ai đó ở London hoặc Washington không muốn cuộc xung đột này chấm dứt." Ông Larrop nói tiếp, đó là lý do vì sao khi chúng tôi nghe nói về đàm phán, Tổng thống Putin bình luận rằng, "Vâng, chúng ta sẵn sàng cho đàm phán, nhưng sẽ không xem xét bất cứ đề xuất nào về ngừng bắn, bởi vì chúng ta đã từng xem xét điều đó rồi bị đánh lừa." Nhà ngoại giao Nga hàng đầu cũng chỉ ra rằng, phương Tây đã cấm kỵ ép đàm phán với Moscow. Ông nói, chúng tôi đã đạt một thỏa thuận vào tháng 4 năm 2022. Sau đó, như tôi được biết, ông Zelensky đã được thông báo rằng do họ đồng ý quá nhanh nên chúng ta hãy làm kiệt sức họ. Trước đó, Ngoại trưởng Nga có nói rằng Kiev càng trì hoãn đàm phán với Moscow thì sẽ càng khó đàm phán sau này. Theo ông, bước đi đầu tiên cho các tiếp xúc như vậy là phải bãi bỏ sắc lệnh của Tổng thống Ukraine Zelensky với nội dung cấm đối thoại với Nga. Thưa quý vị, quá trình bàn giao 20 xe tăng Leopard 1A5 đời cũ cho Ukraine đang gặp một số khó khăn khi hơn một nửa xe tăng chiến đấu Leopard 1A5 gặp sự cố kỹ thuật. Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết quân đội Ukraine được đào tạo vận hành Leopard 1A5 nhưng chưa có thợ cơ khí đủ kinh nghiệm sửa chữa hư hỏng lớn trên mẫu thiết giáp. Bởi vậy, những chiếc gặp sự cố lớn buộc phải được đại tu bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Business Insider ngày 22 tháng 9 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Joel Lampersen xác nhận, quá trình bàn giao 20 xe tăng Leopard 1A5 đời cũ cho Ukraine đang gặp một số khó khăn khi hơn một nửa xe tăng chiến đấu Leopard 1A5 gặp sự cố kỹ thuật. Theo Pravda Ukraine, 10 chiếc đã xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine sau lễ bàn giao cách đây ít ngày. Chúng gặp sự cố kỹ thuật nhỏ và đang cần được binh sĩ nước chủ nhà sửa chữa. 10 chiếc còn lại vẫn đang ở Ba Lan và hai chiếc trong số đó có lỗi nghiêm trọng. Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết, quân đội Ukraine được đào tạo vận hành Leopard 1A5 nhưng chưa có thợ cơ khí đủ kinh nghiệm, sửa chữa hư hỏng lớn trên mẫu thiết giáp. Bởi vậy, những chiếc gặp sự cố lớn buộc phải được đại tu bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Trong báo cáo viết tay của Bộ trưởng Quốc phòng Joel Landvosen gửi đến các đồng minh, ông đã nhắc đến việc quân đội Ukraine chưa đào tạo được thợ cơ khí có khả năng sửa chữa hư hỏng lớn trên xe tăng Leopard 1A5. Điều đó khiến cho Bộ Quốc phòng Đức và công ty FFG, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đại tu loạt xe tăng Leopard 1A5 tại Đức, sẽ phải bắt đầu quá trình khắc phục sự cố từ tuần sau. Đan Mạch, Đức và Hà Lan hồi tháng 2 thông báo sẽ viện trợ ít nhất 135 xe tăng Leopard 1A5 cho Ukraine, đồng thời cam kết huấn luyện binh sĩ vận hành, cung cấp hậu cần, phụ tùng thay thế và đạn dược. Trước thông tin về sự cố với Leopard 1A5 của Đan Mạch, Ukraine đã từ chối nhận 10 xe tăng Leopard 1A5 của Đức trong lễ bàn giao ở Ba Lan sau khi phát hiện những chiếc xe này bị hư hỏng và Kyiv không đủ khả năng tự sửa chữa. Leopard 1 là xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên được phát triển cho quân đội Đức kể từ sau Thế chiến thứ hai. Leopard 1 nặng 42,2 tấn, được trang bị pháo với rãnh xoắn L7A3 105mm, hai súng ngắn MG3 hoặc FN Mark, có thể đạt tốc độ tối đa 65 km h với tầm hoạt động từ 450 đến 600 km. So với xe tăng Leopard 2 mà Đức từng bàn giao với số lượng hạn chế cho Ukraine, mẫu Leopard 1 có trọng lượng nhẹ, hỏa lực yếu và khả năng sống sót kém hơn đáng kể. Đức đã dừng sử dụng Leopard 1 từ đầu những năm 2000. Nhiều quan chức Đức cho rằng Leopard 1A5 có thể là lựa chọn thay thế hữu ích cho Leopard 2A6, mẫu xe tăng chủ lực có giá đắt hơn nhiều lần với số lượng sẵn có không cao. Một số chuyên gia phương Tây cũng nhận định Leopard 1 vẫn có sức mạnh vượt trội so với các mẫu xe tăng chủ lực thời Liên Xô như T-72 của Nga thêm rằng chúng sẽ phát huy hiệu quả sau khi được tân trang. Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào sân bay quân sự Saki ở bán đảo Crimea bằng tên lửa Neptune vào đêm ngày 21 tháng 9 năm 2023. Trong cuộc tấn công này, phía Ukraine đã sử dụng UAV để làm quá tải lực lượng phòng không Nga và sửa đổi tên lửa Neptune để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Biện pháp trên đã mang lại hiệu quả cao lực lượng phòng không Nga gặp khó khăn trong việc đẩy lùi cuộc tấn công nói trên và điều này khiến cho giới truyền thông phải đặt câu hỏi liệu Moscow có vũ khí nào đủ khả năng bắn hạ tên lửa Neptune hay không. Trong nhiều năm qua, Ukraine đã đặt kỳ vọng lớn vào hệ thống tên lửa bảo vệ bờ biển RK-360MT Neptune sử dụng tên lửa chống hạm R-360 Neptune. Kiev cho rằng loại tên lửa này sẽ cải thiện đáng kể sức mạnh của quân đội. Khi xung đột nổ ra, Ukraine đã sử dụng Neptune để tấn công các mục tiêu của Nga, nhưng các cuộc tấn công này dường như không đáp ứng kỳ vọng khi tên lửa trở thành mục tiêu đánh chặn của hệ thống phòng không Nga. Ukraine nhiều lần tuyên bố đã dùng tên lửa Neptune tấn công các phương tiện và tàu thuyền của Nga. Tên lửa R-360 Neptune thực chất là phiên bản sửa đổi của tên lửa chống hạm KH-35 cũ do Liên Xô thiết kế, từng có giai đoạn việc sản xuất bị dừng lại nhưng vào năm 2019, Kiev quyết định nối lại quá trình sản xuất tên lửa này. Một số doanh nghiệp Ukraine đã chế tạo lại dựa trên thiết kế ban đầu của KH-35. Nhiệm vụ chính của họ là thay thế các linh kiện không có sẵn bằng linh kiện do chính họ sản xuất. Ngoài ra, hệ thống tên lửa ven biển RK-360MT cũng đang được phát triển dựa trên các bộ phận sẵn có. Ukraine hoàn thành các cuộc thử nghiệm vào giữa năm 2020 và đã nhanh chóng đưa tổ hợp tên lửa này vào sử dụng. Tên lửa Neptune là bản sao của tên lửa KH-35 nên có nhiều đặc điểm tương tự, với chiều dài 4,4m, đường kính 0,4m, nặng 870kg, trong đó đầu đạn nổ phá mảnh nặng từ 145 đến 150kg. Loại đầu đạn này đủ khả năng đánh chìm tàu quân sự đối phương có trọng tải khoảng 5.000 tấn, chẳng hạn như khu trục hạm. Tên lửa có tầm bắn khoảng 300km và đạt tốc độ cận âm Neptune được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính với radar giai đoạn chủ động cuối. Có nhiều dấu hiệu trên trực tiếp cho thấy rằng quân đội Nga đã không thể sử dụng hiệu quả tên lửa phòng không trên tàu để đẩy lùi một hoặc nhiều tên lửa Neptune mà đối phương phóng đi. Khi tên lửa Neptune đã nhắm mục tiêu vào tuần dương hạm Moscow, xoáy hạm của hạm đội Biển Đen vào mùa xuân năm 2022. Để chống lại tên lửa Neptune, thủy thủ đoàn của tàu Đô Đốc Essen đã sử dụng tới hệ thống tác chiến điện tử. Sau khi bị Neptune bắn trúng, không có hệ thống phòng không nào được đưa vào vị trí chiến đấu, hơn nữa việc phát nổ của tên lửa phòng không còn khiến xoáy hạm của hạm đội biển đen chìm nhanh hơn. Tại thời điểm này, câu hỏi được đặt ra một cách hợp lý, đó là liệu hải quân Nga có hệ thống phòng không nào đủ sức bắn hạ ít nhất là phiên bản chống hạm của tên lửa Neptune hay không. Có lẽ vấn đề ở đây chính là hệ thống phòng thủ chống tên lửa của tuần dương hạm Moscow không thể nhìn thấy Neptune đang bay tới, dẫn tới việc án binh bất động hoàn toàn. Các đài radar của tàu chiến nhìn từ trên xuống gần như không thể phân biệt được tên lửa đang lao tới bởi chúng gần như hòa lẫn điện dung với nước biển, khiến việc đánh chặn là vô cùng khó khăn. Các kỹ sư và lực lượng đặc biệt của Ukraine gần đây đã thử nghiệm phương tiện mà họ tin rằng có thể trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi trong chiến dịch phản công, thuyền kayak chiến đấu Polo M-16. Loại thuyền quen thuộc được thiết kế lại để dùng vào mục đích quân sự đặc biệt như ở Kherson, nơi tiền tuyến nằm song song với sông Dnieper rộng lớn và có nhiều hòn đảo nhỏ. Được biết, để thiết kế một thứ như thế này, phải có kinh nghiệm làm thuyền 30 năm. Polo M16 tương tự như phương tiện mà lính Mỹ và Anh từng sử dụng, nhưng rẻ chỉ bằng 1 phần 10 với giá khoảng 2.500 đô la Mỹ mỗi chiếc. Polo M16 được phát triển dành riêng cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Vũ khí chính của thuyền là súng phóng lựu tự động UAG-40 40mm mà Ukraine tuyên bố có thể bắn ở khoảng cách hơn 2 km. Ưu điểm của UAG-40 là có trọng lượng nhỏ, tính cơ động cao, sử dụng cả lựu đạn phân mảnh hoặc lựu đạn nổ mạnh. Súng có giá đỡ ba chân giúp xạ thủ có thể bắn từ nhiều địa hình khác nhau. Thuyền Polo M-16 được chế tạo từ vật liệu đặc biệt có khả năng chịu được băng giá hoặc nhiệt độ cao, mang theo tải trọng 480 kg. Về mặt lý thuyết, Polo M16 được coi là phương tiện phù hợp cho các cuộc phục kích trên sông của lực lượng Ukraine, nhưng không dành cho những trận hải chiến lớn. Một số báo cáo cho biết, các binh sĩ có thể sử dụng mái chèo hoặc sử dụng động cơ điện gần như không gây tiếng ồn của thuyền khi di chuyển để hỗ trợ các hoạt động bí mật. Ngoài ra, Polo M16 cũng có thể được điều khiển từ xa trong trường hợp binh sĩ ngồi trên thuyền đang vận hành vũ khí hạng nặng và không thể sử dụng mái chèo. Thuyền kayak Polo M-16 là một trong những phương tiện mới nhất mà Ukraine xem xét triển khai để thực hiện các hoạt động trên sông nhằm đối phó với Nga. Tuy nhiên, Polo M-16 chỉ là một trong hàng trăm phương tiện mà các kỹ sư Ukraine đã tạo ra kể từ khi cuộc xung đột toàn diện nổ ra. Từ khi giao tranh diễn ra vào tháng 2 năm 2022, Ukraine bị yếu thế trước Nga về lực lượng phá binh lẫn thiết giáp. Trong bối cảnh quá trình chuyển giao vũ khí của phương Tây diễn ra một cách chậm chạp, các lực lượng vũ trang Ukraine đã phải học cách tự chế hoặc kết hợp vũ khí, chẳng hạn như tích hợp súng máy vào bệ phóng tên lửa để gia tăng khả năng sát thương, hay gắn 6 súng trường AK-47 lên bệ để biến thành súng 6 nòng tự chế đối phó với UAV cỡ nhỏ. Xe đẩy chiến đấu Hệ thống chống máy bay không người lái được chế tạo từ những khẩu súng máy Maxim có tuổi đời 100 năm và nhiều thiết bị tạm thời khác đã trở thành một phần thiết yếu trong kho vũ khí của Ukraine, ngay cả khi nước này tiếp nhận pháo, tên lửa và xe tăng hiện đại từ các nước phương Tây. Các phương tiện hoặc vũ khí hàng hải, chẳng hạn như xuồng không người lái cảm tử hay thuyền kayak chiến đấu có thể đóng vai trò quan trọng giúp Ukraine đối phó với tàu thuyền của Nga. Chúng có giá thành rẻ nhưng hoạt động tương đối yên tĩnh, dễ qua mặt radar và có tốc độ nhanh, đủ khả năng vượt qua một số tuyến phòng thủ, vì thế tạo ra mối đe dọa lớn đối với tàu chiến. Thưa quý vị, cuộc tập trận Nga Belarus kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 22 tháng 9, diễn ra trong lúc cuộc xung đột Nga Ukraine sắp vào giai đoạn mới, trong khi Belarus cũng đang căng thẳng ngoại giao với Ba Lan và Latvia. Nga và Belarus đã khởi động cuộc tập trận chung tại Belarus. Cuộc tập trận này diễn ra giữa lúc cuộc xung đột Nga-Ukraine sắp vào giai đoạn mới, trong khi Belarus cũng đang căng thẳng ngoại giao với các nước láng giềng Ba Lan và Latvia. Belarus là đồng minh thân cận nhất của Nga. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Belarus, cuộc tập trận giữa nước này với Nga kéo dài 5 ngày và bắt đầu từ ngày 22 tháng 9. Hơn một tuần trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tới Nga để thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hãng thông tấn Belta của Belarus cho biết, hai nhà lãnh đạo tập trung vào chương trình nghị sự quốc tế và các vấn đề khu vực. Đầu tháng 9 vừa qua, hơn 2.000 binh sĩ từ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga dẫn đầu cũng đã tiến hành cuộc tập trận quân sự ở nhiều khu vực tại Belarus. Cuộc tập trận có sự tham gia của binh sĩ các nước Nga, Belarus, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan. Mặc dù Armenia cũng là thành viên của CSTO nhưng không cử lực lượng đến Belarus tham gia cuộc tập trận. Sự ủng hộ mà Ukraine nhận được từ các nước đồng minh phương Tây từng vững như bàn thạch nhưng nay đang xuất hiện nhiều dấu hiệu dạn nứt. Không khí chính trị ở những quốc gia như Ba Lan và Slovakia đang trở nên căng thẳng vì mâu thuẫn thương mại với Ukraine và sự chia rẽ trong Đảng Cộng Hòa ở Mỹ về khoản viện trợ lớn dành cho Ukraine gây ra cảm giác bất ổn về cam kết của phương Tây trong ủng hộ Kiev khi cuộc xung đột đã kéo dài hơn 18 tháng. Và chắc chắn, Nga sẽ tranh thủ cơ hội nếu nhận thấy Ukraine thiếu các hệ thống phòng không hoặc những loại vũ khí tối tân khác. Phương Tây lâu nay kề vai sát cánh với Ukraine để chống lại Nga. Nhưng sau những lời khẩn cầu giúp đỡ liên tục từ Ukraine và những khoản tài trợ khổng lồ, dấu hiệu bất hòa đã xuất hiện. Hồi đầu tháng 3, một số quan chức Nhà Trắng đã phàn nàn về việc Kiev liên tục đưa ra yêu cầu về vũ khí và đôi khi Tổng thống Zelensky không thể hiện lòng biết ơn thích đáng. Nhiều quan chức chính quyền Mỹ lo lắng rằng Ukraine đang sử dụng quá nhiều nhân lực và đạn dược ở Bắc Mút, đến mức có thể làm suy yếu khả năng tổ chức cuộc phản công lớn vào mùa xuân. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận định Tôi chắc chắn không muốn đánh giá thấp công sức to lớn mà các binh sĩ và lãnh đạo Ukraine đã bỏ ra để bảo vệ Bắc Mút, nhưng tôi nghĩ nơi này mang nhiều giá trị biểu tượng hơn là giá trị chiến lược và tác chiến. Trong khi đó, giới quan sát cho rằng Kiev đã vất lời ý kiến của Washington. Một đánh giá của tình báo Mỹ cáo buộc nhóm thân Ukraine đứng sau phá hủy các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream vào mùa thu năm ngoái. Tờ New York Times không tiết lộ nhiều chi tiết nhưng dường như đã bác bỏ giả thuyết cho rằng Moscow đứng sau vụ phá hoại các đường ống dẫn khí đốt của Nga đến châu Âu. Các nhà phân tích tình báo cho rằng Tổng thống Zelensky hay các giới chức trong chính quyền của ông không liên quan đến vụ phá hủy này. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Biden đã cảnh báo Kiev rằng họ sẽ không chấp nhận các hành động bạo lực bên ngoài biên giới Ukraine. Dẫu vậy, Washington đã tuyên bố dứt khoát rằng liên minh giữa Mỹ và Kiev vẫn vững mạnh, đồng thời khẳng định quan hệ này vẫn sẽ tồn tại nếu xung đột còn diễn ra. Tuy nhiên, quan điểm ngày càng mâu thuẫn của hai bên có thể báo trước sự chia rẽ lớn hơn trong cuộc tranh luận cuộc xung đột sẽ kết thúc như thế nào. Tuần này, mâu thuẫn mới lại nổi lên sau khi Ukraine đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO chống lại ba nước láng giềng gồm Hungary, Ba Lan và Slovakia vì những quốc gia này cấm nhập khẩu nông sản Ukraine. Nông sản đang là hàng xuất khẩu chủ chốt của nền kinh tế bị tàn phá bởi cuộc xung đột toàn diện ở Ukraine. Ba Lan, Slovakia và Hungary đã công bố các hạn chế riêng đối với việc nhập ngũ cốc từ Ukraine. Quyết định được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu EC, cơ quan điều hành của EU, quyết định không gia hạn lệnh cấm nhập khẩu một số lương thực từ Ukraine vào năm quốc gia thành viên EU ở Đông Âu. Trong bài phát biểu ngắn gọn trước nội các Nhà Trắng hôm 21 tháng 9, ông Zelensky đã bày tỏ lòng biết ơn sự ủng hộ của người Mỹ thời gian qua. Ông đặc biệt nhấn mạnh về khoản viện trợ quân sự mới trị giá 128 triệu đô la Mỹ được Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố trong cùng ngày. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, đây chính xác là những gì mà binh lính của chúng tôi cần lúc này. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden ca ngợi sự dũng cảm to lớn của người Ukraine trong cuộc xung đột toàn diện lúc này cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo thế giới sát cánh cùng các bạn. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Washington thời chiến lần thứ hai, Tổng thống Zelensky đang phải đối mặt với bối cảnh chính trị Mỹ phức tạp hơn nhiều so với khi ông được trao đón như một anh hùng hồi tháng 12 năm 2022. Trong khi Nhà Trắng tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine khả năng phòng không đáng kể, vẫn không có thỏa thuận nào cung cấp tên lửa Atak-MS tầm xa có thể tấn công cách xa tới 300 km mà Kiev đã khao khát từ lâu. Truyền thông Mỹ đưa tin, lãnh đạo đa số hạ viện Kevin McCarthy đã từ chối yêu cầu phát biểu của ông Zelensky tại một phiên họp chung của quốc hội trong chuyến thăm lần này. Tương tự điều mà Tổng thống Ukraine đã đối mặt vào tháng 12 năm ngoái. Ngày 22 tháng 9, hãng thông tấn Ukraine Ukrinform đưa tin, Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg vừa tuyên bố nato sẽ không kết nạp ukraine làm thành viên cho đến khi xung đột tại nước này kết thúc ông đã đưa ra tuyên bố trên trong buổi thuyết trình tại tổ chức hội đồng quan hệ đối ngoại ở new york mỹ trong tuyên bố ông stoltenberg nhấn mạnh việc xung đột vẫn đang tiếp diễn không cho phép nato mời ukraine gia nhập tổ chức quân sự ngay tổng thư ký nato đề xuất ukraine có thể trở thành thành viên của khối sau khi chấm dứt xung đột theo ông, việc làm thành viên của NATO, chấm dứt xung đột và đảm bảo hòa bình lâu dài sau xung đột là những vấn đề liên quan đến nhau. Ông khẳng định, việc cung cấp cho Ukraine vũ khí kiểu phương Tây, huấn luyện cho binh sĩ Ukraine là đang giúp nước này tiến gần tới việc trở thành thành viên NATO. NATO đã công nhận Ukraine là đối tác tiềm năng nổi bật vào năm 2020. Hiện chưa rõ con đường gia nhập NATO của Ukraine sẽ như thế nào khi ngày càng nhiều quốc gia, kể cả Anh và Đức, đề xuất bỏ qua quy trình MAP. Nếu đề xuất được phê chuẩn, NATO có thể đáp ứng yêu cầu của Kiev và các đồng minh của họ ở Đông Âu, cũng như hiện thực hóa lời hứa tại Hội nghị Thượng đỉnh Bucharest năm 2008, mà không cần gửi lời mời chính thức hoặc thời gian biểu cho Ukraine. Ngoài ra, quân đội Ukraine đã thực hiện những bước quan trọng hướng tới các tiêu chuẩn của NATO kể từ khi xung đột với Nga bùng phát. Quá trình này đang tăng tốc khi Kiev dần cạn kiệt vũ khí và đạn dược do Liên Xô sản xuất, trong khi các nước phương Tây giúp huấn luyện binh sĩ Ukraine theo tiêu chuẩn của NATO và viện trợ cho họ ngày càng nhiều vũ khí tân tiến. Tuy nhiên, một số nước thành viên NATO, đặc biệt là Mỹ và Đức, hiện không tán thành việc hạ thấp các tiêu chuẩn để đẩy nhanh tốc độ kết nạp Ukraine. Giới quan chức cho biết, một trong những quan ngại chính của những nước này là việc áp dụng Điều năm trong Hiệp ước Washington của NATO. Điều khoản về phòng vệ tập thể nói trên quy định, bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào một nước thành viên cũng được coi là tấn công vào cả NATO và đòi hỏi sự đáp trả của liên minh. Việc kết nạp Ukraine vào thời điểm hiện tại do đó đồng nghĩa NATO sẽ trở thành một bên tham gia cuộc xung đột với Nga, viễn cảnh Mỹ và các đồng minh luôn muốn tránh. Moscow đã nhiều lần cảnh báo sẽ trả đũa nếu NATO quyết định kết nạp Ukraine. Fabric Potier, giám đốc hoạch định chính sách của NATO dưới thời cựu tổng thư ký Ander Fogh Rasmussen cho rằng liên minh nên tìm kiếm một giải pháp sáng tạo trong thời điểm nhạy cảm hiện nay. Thưa quý vị, trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại nhà máy sản xuất của công ty Aeroscan, một chiếc máy bay không người lái tấn công mới đã xuất hiện, đó chính là UAV cảm tử tầm xa Itamas. UAV cảm tử tầm xa Itamas Nga được nhận xét sẽ trở thành cơn ác mộng mới cho các phương tiện quân sự phương Tây trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại nhà máy sản xuất của công ty Aeroscan, một chiếc máy bay không người lái tấn công mới đã xuất hiện, đó chính là UAV cảm tử tầm xa Intamas. UAV cảm tử tầm xa Intamas Nga được nhận xét sẽ trở thành cơn ác mộng mới cho các phương tiện quân sự phương Tây. Lãnh đạo của công ty Aeroscan giới thiệu, Chiếc máy bay không người lái cảm tử Intermat này sẽ có hiệu suất tốt hơn nhiều so với loại Lancet đã có màn thể hiện rất thành công trên chiến trường suốt thời gian qua. Điển hình như Intermat có đầu đạn tăng cường, không nêu chi tiết các thông số và tầm hoạt động tăng lên 200 km. Trái tim của chiếc UAV là động cơ xăng thay vì điện, bình xăng dường như được chìm vào kết cấu cánh. Báo chí Nga cho rằng việc thử nghiệm máy bay không người lái cảm tử Intermat đã bắt đầu vào mùa đông năm 2022 và chỉ đến bây giờ, tức là vào đầu mùa thu năm nay, chiếc UAV này mới đạt được điều kiện cần thiết. Mặc dù vậy, các chi tiết của thông số kỹ thuật khác liên quan đến dự án này vẫn chưa được công khai rõ ràng. Bất chấp mối đe dọa vẫn chỉ ở trên lý thuyết, thông tin về loại vũ khí mới đã gây lo lắng cho nhiều đối thủ của Nga. Giới chuyên gia nhận định, UAV mới này có thể là giải pháp lý tưởng để phá hủy các hệ thống như pháo phản lực dẫn đường HIMARS cũng như các hệ thống tầm xa khác của phương Tây tăng cường khả năng phòng thủ của lực lượng vũ trang Nga. Trước khi UAV cảm tử tầm xa Intermax xuất hiện, tạp chí Mỹ cũng từng phỏng đoán rằng UAV cảm tử Lancet của Nga hiện đã được cải thiện phạm vi hoạt động và có thể vươn tới các căn cứ không quân chính của Ukraine. Thực tế là hàng loạt máy bay MiG và Sukhoi đậu trên đường băng giờ đây có thể dễ dàng trở thành mục tiêu của UAV Lancet tầm xa. Lancet được đánh giá là một trong những UAV hiệu quả nhất của Nga trên chiến trường Ukraine nhưng tầm hoạt động trước đây của nó không vươn xa đến vậy. Cuộc tấn công được nhắm vào máy bay MiG của Ukraine tại Donzinsevo có thể là màn ra mắt của mẫu UAV Lancet mới Idelie 53. Trước đó, các nhà sản xuất UAV của Nga đã trình làng một số máy bay không người lái mới tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế AMI 2023. Trong số này có Idelie 53, còn được gọi là Z53. Đây là một loại đạn dược làng vàng thế hệ tiếp theo của UAV Lancet do Zala Aero phát triển. Những chiếc UAV như vậy có khả năng mang trọng tải lên tới 5 kg, được thiết kế để bay theo nhóm, có thể liên lạc và phối hợp với nhau để tìm kiếm và chỉ định mục tiêu trên mặt đất. Từ các khẩu đội tên lửa, hệ thống phòng không cho tới xe thiết giáp của đối phương. Không giống như mẫu Lan Z hiện nay được phóng từ một đường dây khí nén đặc biệt, Z53 được phóng từ các ống nhỏ đặt trên mặt đất, có cấu hình tương tự như súng cối nhưng gọn nhẹ và dễ di chuyển. Tạp chí Mỹ phỏng đoán, Tầm hoạt động mới, xa hơn của Lancet có thể đe dọa không chỉ các máy bay MiG tại Donbass, mà còn bất cứ máy bay chiến đấu nào của Ukraine đang sử dụng căn cứ dự bị tại Vonesen ở vùng Nikolaev. Sau khi trình làng, biến thể Lancet mới có thể bay được khoảng cách xa hơn, Nga đã đặt ra cho Ukraine một tình thế tiến thoái lưỡng nan mới trong bối cảnh Kiev sắp được nhận tiêm kích F-16. Wall Street dẫn nguồn tin từ chỉ huy chiến trường của Ukraine cho biết, các lực lượng nước này đã chọc thủng được tuyến phòng thủ chính của Nga ở phía đông nam bằng xe bọc thép. Bước tiến này đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc phần công kéo dài hơn 3 tháng nhằm đẩy lùi các lực lượng Nga. Theo nguồn tin trên, lữ đoàn xung kích đường không số 82 đã triển khai xe chiến đấu bộ binh Marder MBP xe bọc thép bánh lốp Stryker cùng các đơn vị lân cận băng qua các chiến hào ngoài cùng và chướng ngại vật giang rồng chống tăng gần làng Verbov ở vùng Zaporizhia. Tại đây, các lữ đoàn của Ukraine đã giao chiến dữ dội với ba trung đoàn cùng các lực lượng đặc nhiệm và lực lượng dự bị của Nga đang giữ thế phòng thủ. Việc điều động các phương tiện hạng nặng để chọc thủng lớp phòng thủ đầu tiên được gọi là phòng tuyến Surovikin, gồm ba lớp, bãi mìn, chướng ngại vật và các công sự bằng bê tông kiên cố là điều cực kỳ khó khăn đối với Ukraine, bởi việc phòng thủ của Nga gần vơ bốp rất chặt chẽ. Các phương tiện và lực lượng bộ binh của Ukraine thực hiện nhiệm vụ tấn công phòng tuyến từ hôm 20 tháng 9 đã phải băng qua một bãi đất trống kéo dài từ chiến hào chính ở phía ngoài tới riêng ngoài của vơ bốp trong khoảng 1,6 km. Không có bất cứ chướng ngại hoặc vật cản gì che chắn ở giữa, để tiến vào Verbov và trú ẩn trong các tòa nhà ở phía tây của thị trấn, quân đội Ukraine phải hành quân về phía đông ít nhất 1,6 km. Nhưng điều này khiến họ dễ rơi vào tầm ngắm của máy bay không người lái cảm tử mang bom hoặc pháo binh Nga. Không một chỉ huy nào của Ukraine đánh giá đây là nhiệm vụ dễ dàng. Một sĩ quan Ukraine nói với Wall Street Journal, chúng tôi đang cố gắng vượt qua và tấn công đối phương, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề khi cố gắng xuyên thủng phòng tuyến của Nga gần Bốp. Pháo binh Nga đã tấn công xe bọc thép chở quân Stryker chở 11 binh sĩ và kiếp lái. Trong khi UAV cảm tử của Nga đã làm nổ tung xe chiến đấu bộ binh BMP, nhiều binh sĩ Ukraine đã bị máy bay không người lái mang lựu đạn của Nga tấn công khi đang trú ẩn trong một chiến hào đợt tấn công của nga chỉ kết thúc khi ukraine bắt đầu giành lại các khu định cư và mở rộng phạm vi bao phủ bằng uav và pháo binh để đẩy lùi đối phương binh sĩ ukraine alexander solonko cho biết dù bạn thuộc lực lượng nào thiết giáp các đội sơ tán nhóm trinh sát trên không hay bộ binh thì tất cả chuyển động của bạn đều có thể bị đối phương quan sát từ xa nga đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về thiết bị và nhân sự để phát hiện mục tiêu từ xa và nhắm bắn cả hai phía đều hiểu rằng có rất ít nơi an toàn để ẩn nấp hoặc triển khai quân. Theo Solonko, bom lượn dẫn đường bằng vệ tinh của không quân Nga nặng tới 1,5 tấn là vũ khí khiến Ukraine lo sợ nhất. Một quả bom KAB khi phát nổ có thể tạo ra một hố sâu đến vài chục mét và tiêu diệt lực lượng bộ binh ở khoảng cách khoảng vài trăm mét. Các lực lượng Ukraine phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm khi chọc thủng các công sự của đối phương, sau đó là băng qua địa hình rộng lớn tiếp giáp khu vực này trước khi lữ đoàn 82 và các đơn vị chiến đấu dọc theo trục Melitopol tấn công Verbov, họ đã giành quyền kiểm soát Robotai cách đó vài km về phía tây bắc. Quá trình chọc thủng phòng tuyến của Nga tại Robotai cũng khó khăn không kém so với Verbov. Tại đây, Ukraine phải điều động pháo binh dẫn đường và triển khai bộ binh theo sau. Họ tiến lên một cách chậm chạp, tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước và cái giá phải trả để giành được thị trấn Robotai. Nhiệm vụ tiếp theo của Ukraine là sẽ tiến đánh và giành toàn quyền kiểm soát Verbov. Theo giới phân tích, nhiệm vụ này nhiều khả năng sẽ được giao cho quân đoàn tác chiến số 9 của Ukraine, một lực lượng mạnh mẽ bao gồm nhiều lữ đoàn được trang bị tốt nhất ở mặt trận phía Nam. Trong quá trình chiến đấu giành Robotai, các lữ đoàn phía Nam đã giữ lại phần lớn thiết giáp để có thể đủ phương tiện huy động trong trường hợp lực lượng tiên phong chọc thủng được tuyến phòng thủ của Nga. Việc xuyên thủng tuyến phòng thủ của Nga bằng phương tiện hạng nặng là điều quan trọng đối với Ukraine khi cuộc phản công đang ở thời điểm then chốt. Kiev đang có ý định tiến về phía nam tới biển Azov để cắt đứt các tuyến tiếp tế của Nga dọc theo hành lang nối lục địa Nga với bán đảo Crimea. Mục tiêu chính nhằm ngăn chặn Nga củng cố quyền kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine mà các lực lượng này giành được ngay cả khi quân đội Ukraine không thể tiếp cận bờ biển, những bước tiến xa hơn sẽ cho phép họ nhắm mục tiêu vào các tuyến đường tiếp tế của Nga bằng tên lửa và pháo binh, khiến Moscow gặp khó khăn khi hỗ trợ lực lượng đồn trú ở phía nam Ukraine. Nhưng chặng đường phía trước đối với Ukraine vẫn còn nhiều thách thức. Các lực lượng của nước này đã suy yếu hơn sau các cuộc giao tranh kéo dài trên những vùng đồng bằng rộng lớn. Trong khi Nga đang nỗ lực gia cố các công sự và chiến hào ở phía sau các khu vực mà Ukraine tập trung tấn công tướng Oleksandr Tanapsky, chỉ huy nhóm tác chiến chiến lược Tapria của quân đội Ukraine, trong một cuộc phỏng vấn với CNN dạng sáng ngày 23 tháng 9 nói rằng, ông không thể xác định việc binh sĩ tập đoàn lính tư nhân Wagner có được tái triển khai ở mặt trận Kherson hay không. Trên thực tế, huy hiệu lực lượng này xuất hiện ở khắp nơi. Ông Tanapsky nói thêm khi được hỏi về một số báo cáo gần đây có đề cập tới việc lính tư nhân Wagner được tái triển khai theo hướng mặt trận Kherson chúng tôi nghi ngờ về sự hiện diện của Wagner nếu phát hiện một nhóm quân đối phương trong lúc tiến hành các nhiệm vụ sẽ thực hiện nó theo những cách thức phi tiêu chuẩn hơn điều này buộc chúng tôi phải đặt ra nghi vấn việc liệu Wagner đã trở lại những nghi vấn trên được vị tướng Ukraine đưa ra chỉ vài ngày sau khi trang Aviapro cho biết các chiến binh Wagner đang tích cực tham gia vào nhiều hoạt động trên chiến trường Kể từ cuộc binh biến hồi tháng 6, điện Kremlin đã kiểm soát chặt chẽ hơn Wagner và đề nghị các chiến binh Wagner có thể gia nhập quân đội Nga hoặc tới Belarus. Trong bối cảnh có nhiều băn khoăn về tương lai của Wagner, kênh Telegram của PMC đã đăng tải hình ảnh binh sĩ cầm cờ Wagner và cờ Nga bên ngoài một trạm xe buýt tại một địa điểm không được tiết lộ kèm theo tuyên bố. Các binh sĩ của một trong các trung đội biệt kích xung kích số 1 sau khi tập hợp đang quay trở lại khu vực xung đột để bảo vệ lợi ích và chiến thắng của Nga các thành viên wagner từng kiếm hàng nghìn đô la mỹ mỗi tháng khi tham chiến ở ukraine nhờ đế chế kinh doanh rộng khắp của ông trùm prigozhin và sự hỗ trợ của chính phủ nga tuy nhiên kể từ sau vụ nổi loạn các khoản ngân sách chính phủ cho wagner đã bị cắt trong khi các hoạt động kinh doanh của prigozhin cũng đình trệ các thành viên wagner không ký hợp đồng với bộ quốc phòng nga sau đó chuyển tới belarus cùng với ông trùm nơi họ tham gia một số hoạt động huấn luyện cho lực lượng vũ trang nước này. Tuy nhiên, điều kiện sống tồi tệ và thù lao thấp đã khiến thành viên Wagner rời bỏ tổ chức và trở về Nga, khi tương lai của tập đoàn ngày càng trở nên bấp bênh. Thưa quý vị, Ủy ban châu Âu EC, cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu EC, mới đây dự kiến sẽ sớm tổ chức các cuộc đàm phán chính thức về việc Ukraine gia nhập EU. Tín hiệu này được xem là động lực lớn đối với Kiev. Bloomberg đưa tin Ủy ban châu Âu EC có thể khởi động quá trình đàm phán để Ukraine gia nhập Liên minh châu EU vào tháng tới. Quá trình này có thể mất nhiều năm. Các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ nhấn mạnh vào tiến bộ của Ukraine trong các lĩnh vực chính như loại bỏ tầng gốc nặng tham nhũng. Theo Bloomberg, tín hiệu này được xem là động lực lớn đối với Kiev. Quá trình gia nhập EU, Ukraine sẽ phải đẩy mạnh kế hoạch chống tham nhũng, cải cách hệ thống tư pháp và củng cố nền kinh tế để phù hợp với tiêu chí EU. Mới đây, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michael tuyên bố EU dự định bắt đầu thảo luận việc kết nạp Ukraine và một số quốc gia khác sớm nhất vào tháng 10. Ông nói rằng việc mở rộng EU hiện không còn là giấc mơ. Theo ông Charles Michael, các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận vấn đề này tại cuộc họp tiếp theo của Hội đồng châu Âu. Tại đây, lãnh đạo các nước EU sẽ đưa ra quan điểm về việc mở các cuộc đàm phán với Ukraine và Moldova. Tại hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine hồi tháng 2, EU không đáp ứng được yêu cầu của Kiev về một quá trình nhanh chóng hướng tới việc gia nhập khối, nhưng lãnh đạo các nước EU ca ngợi cam kết và tiến bộ của Ukraine thời gian qua. Ukraine đã được trao tư cách ứng cử viên đầy đủ vào năm ngoái. Gần đây, Kiev cho biết họ hy vọng sẽ trở thành thành viên đầy đủ của EU vào năm 2026. Các cuộc đàm phán giữa EU và Ukraine tại hội nghị tập trung vào việc cải thiện khả năng tiếp cận các sản phẩm của Kiev vào thị trường EU. Các nước EU đã cung cấp một lượng lớn vũ khí cho Ukraine trong năm qua và cam kết gửi vũ khí hạng nặng như xe tăng chiến đấu đến nước này. Một thành viên của Liên minh châu EU là Ba Lan đã đưa ra quan điểm về việc Ukraine gia nhập EU. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ba Lan Robert Telut cho rằng, nếu Ukraine gia nhập Liên minh châu EU, nước này sẽ phải tuân thủ một số điều kiện nhất định do nền nông nghiệp của Kiev có thể gây rủi ro cho toàn khối. Khi được hỏi liệu Warsaw có thực hiện biện pháp nào để phản đối khi ép gia nhập EU hay không vì Ba Lan đã áp đặt lệnh cấm ngũ cốc Ukraine, Bộ trưởng Telus đã trả lời. Mặc dù chính phủ Ba Lan ủng hộ Ukraine gia nhập khối, nhưng một số vấn đề nhất định sẽ phải được giải quyết trước khi điều đó có thể trở thành hiện thực. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cũng nhấn mạnh Warsaw sẽ không cho phép ngũ cốc giá rẻ của Ukraine tràn ngập thị trường Ba Lan và làm gián đoạn ngành nông nghiệp nước này. Ông nói thêm, bất kể EU nói gì, Ba Lan sẽ đóng cửa biên giới với ngũ cốc Ukraine để bảo vệ lợi ích của nông dân trong nước. Ukraine ngày càng thoải mái trong việc tấn công UAV vào Moscow hoặc tấn công tên lửa tầm xa vào Crimea. Nhìn lại một năm trước, các quan chức phương Tây đã bày tỏ lo ngại sâu sắc dù chỉ là ý tưởng về việc tấn công lãnh thổ Nga các nước này cũng từ chối cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa. Tuy nhiên hiện nay, Crimea gần như bị tấn công hàng ngày và phương Tây không lên tiếng về vấn đề đó bởi các tên lửa được sử dụng là do Ukraine sản xuất. Ngoài ra, có một rủi ro nghiêm trọng khác có thể khiến xung đột căng thẳng hơn. Hai vụ việc gần đây ở Romania và Bulgaria khi các mảnh vỡ của máy bay không người lái được tìm thấy trên lãnh thổ hoặc phát nổ bên trong lãnh thổ các nước NATO này đã cho thấy điều không thể nghĩ tới cách đây một năm đang xảy ra các quan chức Bulgaria hầu như không cung cấp thông tin chi tiết về việc làm cách nào UAV trên đến được khu nghỉ dưỡng TU Lenovo ở Biển Đen và cho biết nước này không thể kết luận UAV thuộc sở hữu của ai và đến từ đâu. Trong khi đó, Tổng thống Romani Klaus Iohannis gọi việc phát hiện ra các mảnh vỡ UAV, nghi là UAV của Nga lần thứ hai trong một tuần, là một sự vi phạm không thể chấp nhận trên không phận NATO. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc máy bay không người lái của Nga đã rơi xuống và phát nổ trên lãnh thổ Rumani trong cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng trên sông Danube. Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Các lực lượng của Ukraine hiện vẫn chưa đạt được mục tiêu họ kỳ vọng khi mùa thu đến. Tại những khu vực quanh Robotai, phía nam Orykiv và phía bắc Mariupol trong mùa hè vừa qua, Giao tranh giữa hai bên diễn ra ác liệt trong nhiều tuần, với thành quả được tính bằng từng con đường hoặc thậm chí từng ngôi nhà. Tại những ngôi làng như Staromaiotke và Yurohaine, hầu như có rất ít nơi để quân đội Ukraine tìm chỗ trú ẩn. Sự mất kiên nhẫn và mệt mỏi ở phương Tây về tiến triển cuộc phản công của Ukraine ngày càng gia tăng. Một số nhà quan sát cho rằng nỗ lực chiến đấu của Kiev là để giành lại lãnh thổ, nhưng cuộc xung đột này cũng là một khoảnh khắc quan trọng với an ninh châu Âu, bởi kết quả trong hai tháng tới có thể quyết định hướng đi của thập kỷ tới trên quy mô toàn cầu. Trong khi Ukraine đạt được một vài tiến triển ở mặt trận phía Nam vào đầu tháng này, thì dường như nhịp độ tiến công lại một lần nữa chậm lại. Ukraine vẫn còn một khoảng cách so với Tốc Mắc trên đường tới Melitopol và đạt được mục tiêu chia cắt bán đảo Crimea khỏi hành lang trên đất liền nối với lục địa Nga. Những vùng lãnh thổ Ukraine mới giành lại hầu như không còn lại gì. Dù vậy, cuộc giao tranh này vẫn rất quan trọng hồi cuối tháng 11, thời tiết sẽ trở nên lạnh hơn, trong khi đó mặt đất ẩm ướt và nhiều bùn lầy cản trở hoạt động của xe bọc thép. Nếu so sánh với cuộc tiến công lớn của Ukraine vào giữa tháng 11 năm ngoái và sau đó Nga rút quân khỏi Kherson, thì có thể khẳng định rằng Kiev chỉ còn lại 8 tuần để cố gắng đạt đột phá. Khi tuyết rơi, giới quan sát dự đoán Moscow sẽ tăng cường các tuyến đầu, ngày ngắn hơn và thời tiết lạnh giá sẽ khiến các đơn vị tấn công của ukraine dễ bị tấn công khi thọc sâu vào phòng tuyến nga một số nhà phân tích cho rằng tổng thống putin có thể sẽ lợi dụng mùa đông để tăng cường các vị trí của quân đội nga khả năng của các lực lượng moscow trong mùa hè vừa qua được cho là mạnh mẽ hơn so với dự tính ngoài ra hiện nay nga cũng đang nắm chắc những gì họ kiểm soát được phương tây đã tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ kiev Tuy nhiên, hàng tỷ đô la Mỹ hỗ trợ được Washington thông báo hàng tuần có thể trở nên bấp bênh khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 cận kề với những quan điểm trái chiều về tình hình Ukraine. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định quyết tâm mạnh mẽ nhằm ủng hộ cho Ukraine trong mùa thu thứ hai của cuộc xung đột. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên tranh cử Tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, tuyên bố ông có thể giải quyết cuộc xung đột này trong 24 giờ. Một số thành viên của Đảng Cộng Hòa thậm chí công khai phản đối việc hỗ trợ bổ sung cho Kiev. Sự hỗ trợ của châu Âu cũng có nguy cơ lung này. Đối mặt với sức ép kinh tế, sự đoàn kết trong liên minh này có khả năng sẽ suy yếu khi mức độ hỗ trợ của Mỹ giảm dần. Cục truyền thông chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine Chatcom mới đây xác nhận quân đội nước này đã tấn công thành công trụ sở của hạm đội Biển Đen Nga ở thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea. Vừa qua, Stratcom đăng trên Telegram mà không tiết lộ thông tin chi tiết. Vào khoảng 12 giờ ngày 22 tháng 9, quân đội Ukraine đã tấn công thành công trụ sở Bộ Tư lệnh Hạm đội Biển Đen Nga tại Sevastopol. Sevastopol là một trong những thành phố lớn nhất ở bán đảo Crimea đã sát nhập Nga nhưng Ukraine không công nhận. Trong suốt những tháng qua, Ukraine đã tăng cường tấn công căn cứ quân sự và các cơ sở khác của Nga, bao gồm cả những mục tiêu ở Crimea. Bình luận về vụ tấn công mới nhất, ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc gia Ukraine cảnh báo rằng Nga có hai lựa chọn cho tương lai của hạm đội Biển Đen, là tự nguyện hoặc bị buộc phải giải thể. Mykola Olechuk, chỉ huy lực lượng không quân Ukraine nhắc lại những cảnh báo gần đây của Ukraine về việc gia tăng các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Nga ở Crimea. Chúng tôi đã nói là chúng tôi sẽ tiếp tục. Vì vậy, trong khi đối phương đang khắc phục hậu quả ở Melitopol và tiếng còi báo động không kích vẫn vang lên ở Sevastopol, thì tôi xin cảm ơn các phi công của lực lượng không quân một lần nữa. Điều đặc biệt là sự hiện diện của một máy bay hải quân Mỹ trên bầu trời biển Đen vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công vào Sevastopol. Theo các nguồn tin mới, trong thời gian cuộc tấn công bằng tên lửa vào Sevastopol đang diễn ra, một máy bay P8A Poseidon của Hải quân Mỹ đã bị phát hiện đang hoạt động trên biển Đen. Trang mạng quân sự của Nga cho rằng chiếc máy bay này không hiệu chỉnh tên lửa tấn công mà ghi lại kết quả vụ việc Trước đó, RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ Ukraine vừa thực hiện các cuộc tấn công tên lửa vào nhiều mục tiêu ở thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea, vào chiều hôm 22 tháng 9 theo giờ địa phương. Cũng theo thông báo này, ít nhất một quân nhân Nga được báo cáo mất tích sau vụ tấn công vào Sevastopol. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một trong số tên lửa Ukraine đã đánh trúng một trong số tòa nhà thuộc Sở Chỉ huy Hạm đội Biển Đen ở trung tâm Sevastopol, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, Ukraine đã sử dụng số lượng lớn tên lửa tập kích Sevastopol nhưng không nói rõ số lượng. Chỉ có 5 tên lửa trong số đó bị đánh chặn. Còn thống đốc Sevastopol Mikhail Ravohayev trước đó nói rằng cuộc tấn công không gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự và không dẫn đến thương vong cho dân thường. Ông Ravohayev còn cho biết ít nhất một mảnh vỡ có lẽ là từ một tên lửa Ukraine bị đánh chặn đã được phát hiện trên một con phố gần sở chỉ huy hạm đội Biển Đen. Thống đốc Kravohayev cũng kêu gọi người dân Tevatopol ở trong nhà và hạn chế di chuyển đến trung tâm thành phố. Ông nói thêm, những người sống gần các cơ sở quân sự nên đến trú ẩn ngay lập tức nếu nghe thấy tiếng còi báo động, đồng thời cảnh báo rằng một cuộc tấn công khác có thể xảy ra. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng đe dọa phá hủy tất cả các tàu của hạm đội Biển Đen và tuyên bố trục xuất lực lượng này khỏi Crimea, được xem là ưu tiên hàng đầu của Kiev. Quân đội Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các tàu chiến Nga đóng tại Sevastopol, cũng như các địa điểm khác ở Crimea trong thời gian gần đây. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Toàn cảnh Thế giới trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!